Vâng, chào các bạn. Chào các bác nha. Thì đây là con CD siêu phẩm của Sony, đó là 307 ESR đỉnh cao của dòng series 307. Thì 305 nó có 305 ESR và đây là 307, 307 ESR. Đỉnh cao về âm thanh của dòng hãng Sony. Nghe hay hơn con test 25XS nha các bác. Độ chi tiết và độ sạch của âm thanh thì nói về 307 ESR cực kỳ nổi tiếng của hãng. Và cực kỳ hiếm hoi nha. Nay em mới về được một con. Rất đẹp, mời các bác cùng xem đồ đẹp của máy nha. Giá con này là 22 triệu nha. Bác nào sưu tầm thì alo cho em. Đi chơi. Catalog và khiển riêng theo máy đầy đủ nha. Tem cờ phía trước còn đầy đủ, không thiếu tem nào hết. Mặt đẹp gọi là long lanh luôn nha. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng nha. Tại em vừa có điện thoại một tí. Máy gọi đẹp long lanh luôn nha. Con này điện 100V hàng nội địa Nhật. Này các bác cùng xem. Em chưa cắm điện nha, tí nữa em cắm điện test cho các bác cùng xem luôn. Bên hông của nó là một ốp gỗ, có vân gỗ rất đẹp nha. Phía sau series là 1066 100V mạch in da băng. Dây nguồn theo máy cực đẹp. Các bác cùng xem phía sau. Đây cổng coaxial, cổng quang. Đây là nếu chúng ta xài ba lăng thì chúng ta gạt qua, mà thôi gạt qua luôn, muốn xài cái nào xài nè. Đây cổng ba lăng này. Mới keng nha, đây là mút shop này. Nói chung là em nó có được ba cái đường ra, một đường cổng ba lăng, hai đường AV. Một đường là ra maximum, một đường là chúng ta dùng volume được. Đấy. Rồi sau đây em cắm điện để các bác cùng thêm xem hoạt động của em nói nha. Tất cả hoàn hảo hết và đều là phải làm video test cho các bác cùng xem. Phía trên là đều mực vàng, cái nắp nó sẽ vàng hơn nha các bác. Rồi em sẽ cắm điện để các bác cùng xem. 100V nha các bác, hoặc là 110 gì cũng được. Bác nào lấy thì alo liền cho em nha. Sở hữu con này, về nghe CD là đỉnh đó. Nói về 307 ESR rồi, có đĩa sẵn rồi các bác. Bấm cơ ra vô cho các bác cùng xem luôn nha. Êm á nhẹ nha. Liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại trên nếu có yêu thích con 307 ESR này và muốn sưu tầm em nó. Tốc độ đẹp của Sony là một gọi là đỉnh. Nó chạy bất từ, chưa kịp thả tay là đã đọc rồi các bác. Rất là nhanh. Sony được cái im đó và những con ly CD đời 5 cũng sử dụng mic từ như là 1650GL v.v. Mời các bác cùng ngắm lại nha. Ba con 7 ESR. Rồi em chiến xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Bác nào muốn sở hữu em nó thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Giá 22 triệu bao ship, chuyện không đủ thì vẫn bớt 200.000 nha bác, còn 21.800.000 đã bao gồm phí ship, máy bao gồm là catalog và khiển riêng theo máy nha.